Alo, xin chào tất cả mọi người nhé. Mình là K74 đây. Thì hôm nay Kiên được mời đi đóng vai diễn viên quần chúng mọi người ạ. Trong bộ phim của anh Trang và Mithy nữa. Có sự góp mặt của Mithy. Bộ phim tên là Cậu Là Ai. Đó. Bây giờ mình đã vào lớp học rồi. Trường đại học Khu Tết nha mọi người. Đó, bên trái mình đây này. Lít. Đi đâu vậy? Đi đâu em đi em ơi. Đến trường đại học Khu Tết gặp trung trường K74. Lắc 1, 2, 3. Em xin lỗi em đã thế cho ai em trùng hai viên. Đó, đang giỡn chơi để mọi người đang học kịch bản. À, bây giờ đây. Hôm nay sẽ có một điều mới là mọi người biết là anh Lộc xin tú, anh Lộc đến đây Lộc kịch bản, Lộc đạo diễn. Hôm nay làm thầy giáo mọi người ạ. Vai quá. Hôm nay anh Châu này làm em coi phim cho mọi người. Đó, bên phải mình đây này. Những bức hình đẹp trên TV. Cho cô. Đó. Chàng đẹp trai Huy. Đi học xăm mình mọi người, đi học xăm mình biết tay luôn. Giang hồ. Sáng nay phải mình phải đến 5:30 sáng cùng với Toto, cùng với mọi người trong mình và Toto và Kem Sai là đóng trong vai là hot boy của lớp này nha mọi người. Và bị anh Sang và bị một anh nào đó cướp mất trên hot boy rồi. Cay rồi sự. Muốn đánh luôn anh nhỉ? Hello mọi người, bọn mình là bộ ba hot boy nha mọi người. Bộ ba hot boy, đây là bộ ba hot boy rồi. Phòng hot boy cũng lấy tiền luôn. Sao nữa? Cũng đẹp trai lắm mà ta. Đúng. Đừng nói ấy. Mình phải trẻ 5:30 sáng. 5:30 sáng chứ, 5:30 sáng xong rồi bắt đầu. 5:30 sáng vậy. Tôi bắt đầu soạn sửa cho ông 6 giờ 13 là mình có mặt tại trường học Khu Tết cùng với mọi người rồi. Bây giờ là 9 giờ rồi. Chưa qua cái gì hết mọi người à. Em đúng không ạ? Không mất cướp nữa. Cảm giác về ngày quay đầu tiên của Cam ơi. Mọi người à, thức từ 5:30 sáng. Xong lại quay được 30 phút, xong bữa từ tôi về, tôi ăn mọi người à. Xong lúc sáng, bắt dậy rồi à, bắt từ tôi đi về, xong bây giờ đứng chờ. Và đó vừa nắng thì đấy, vừa ra cổng trường mua đồ mọi người ạ. Đây. Tiếp tục đồ. Anh gì đấy? Lại là bên trang cô hiệp nha mọi người. Đó, bên trang cô hiệp. Đúng là trường chứ. Cho anh được áo, cho anh được áo. Tiền mà thiếu hả? Em mua cho anh đi. Không, tại mua cho gái. Một cây ngày đầu tiên thì mình có quay có chút xíu hơn mọi người ạ. Chắc là mình thứ 7. À, cô cho con luôn hả? À? Okay, lại được tặng mọi người, lên trước được tặng một lần rồi lên đây cũng được tặng nữa. Quảng cáo xin review nhẹ cái chỗ bán bánh tráng của con. Review nhẹ. Bánh tráng, tên gì? Bánh tráng trộn, ở đây là bánh tráng trộn cô Hiệp. Trước cửa trường Khu Tết nha mọi người. Được ăn sẽ được tặng, mọi người lại mua gì ủng hộ cô nha. Ok, và đây là lần thứ hai Kim mang bộ đồ này trên người. Đó. Lần trước thì ngày thứ năm thứ sáu thì Kim mang bộ này nhưng với vai là vai quần chúng và chỉ thấy sau lưng Kim thôi đó. Nhưng hôm nay là Kim sẽ khác với mọi người, diễn viên chính luôn. Đó. Hôm nay tỏ tình Mithy cùng với Toto và Kem, ba hot boy của trường. Đó, ghê không? Đó là hot boy tự đặt thôi nha mọi người, ba hot boy tự đặt thôi. Chứ không phải là bao bơ thịt. Bây giờ mình đang chờ mắt cướp để qua bên trường rồi quay. Chứ ngày hôm đó là quay ở Khu Tết nhưng hôm nay là qua chỗ Bắc mọi người. Đó nên phải make up tại nhà xong rồi đi qua bên kia. Ok, và sau khi mắt cướp xong thì mình và Luca, bên mình là Cam. Đó. Đi tới trường, mà trường hôm nay là gần nhà nên chúng mình đi bộ nha mọi người. Quay lại trường học, trở lại trường thân với bao kỷ niệm. Đúng không? Gì đây. Không thuộc ơi, thằng này không đi học ơi. Bóng, bóng Long Xuyên mọi người ạ. Bóng Long Xuyên này. Sóng bắt đầu từ đâu? Gió bắt đầu từ đâu? Em cũng không biết nữa. Khi nào ta yêu nhau? Bây giờ?
bây giờ tay vào, tay vào. Hiện tại mình đã có mặt tại sân trường để cho buổi cay của ngày hôm nay nha mọi người. Đó. Đó, và đây. Đây là cảnh diện của ba hot boy. Bang hội hot boy tự đặt kẹo mút. Đây mới nắng này. Đây mới nắng. Giờ mới nắng thật này, giờ mới nắng này. Giờ bây giờ mới được che mà vẫn kêu nắng là chết rồi. Chuyện lui chuyện tới là giờ mọi người à. Hôm nay không biết sao Kim bị vấp phải hơi mình nhiều. Chắc mọi người ạ. Chắc tại đứng trước một kỳ đẹp mọi người ạ. Bị vấp thoại. Mày ok chưa? Ban đầu tôi được xếp vai rất là nhiều thoại. Okay. Nhưng sau đó tôi còn yếu quá nên là tốc độ. Nha. Ok, bây giờ mình sẽ diễn cho nha mọi người. Ok Mập, lâu rồi không gặp anh có như thế nào? Dạ có. À, dạ có gì cho anh không? Có chắc xa đọc diễn. À xa đọc diễn đúng không? Cho anh nhá. Cho anh nhá. À, hay là lâu. Lúc này cô sao lại khai nên mà trong khi anh sang đẹp trai hơn anh mà. Em thích anh hơn. Oh my god. Wow. Anh thích anh hơn hả? Cái điệu chào của anh như nào chào xem nào. Kishirimoto. Đó, đúng vậy mới fan chân chính của anh. Chết. Này mọi người nhìn này. Mình là số 1 và đây là số 0. Anh bao nhiêu ký? 60. Hơn hẳn mình 12 cây luôn mọi người trong cái lớp mấy? Lớp 6 60 ký, mình 48 ký. Mình 50, mình 50 mọi người, mình 50. Yeah. Ok. Yeah. Đó, quay cùng một lúc thôi mọi người. Và bây giờ thì mình sẽ đi quay cái hậu trường của cái tập phim này nhá. Cùng mình nhá. 3, 2, 1, biến. Bây giờ mày xin lỗi tao không? Xin lỗi mày á hả? Tụi mày là cái đứa mà ba vào tao trước mà. Sao mày xin lỗi mày? Lại luôn này. Đây là hậu trường nha mọi người. Xin lỗi mày á hả? Tụi mày ba vào tao trước mà. Sao mày xin lỗi mày? Đừng có hào. À thì với pha diễn vừa rồi ấy, Kiên quay lại hậu trường ấy thì Kiên cảm thấy nét và cái đó diễn rất là chuẩn. Good job hay không? Good job làm tốt lắm. Em đã làm tốt về vai diễn quay hậu trường. Amazing, good job. Amazing, good job. Ok, sau một buổi sáng quay xong thì hiện tại đã buổi trưa rồi. Hiện tại đã 12 giờ rồi và bây giờ mình đang về nhà để ăn cơm. Đó, và mình cũng kết thúc buổi cay quay ngày hôm nay của mình. Nhiệm vụ của mình như thế là xong rồi đó, tỏ tình mít thi thôi, là xong. Bước vào nhà về ăn cơm. Mình chưa ăn mọi người à? Đây, vừa ăn mà vừa nhún lên chứ, cay không? Nhìn mặt cay không mọi người? Đó, mình tính kết thúc với vlog tại đây nhưng mà vào những cái cảnh này ăn trước mà không gọi mình gì hết. Mới cay chứ về trước mình lại giờ là 15-20 phút rồi. Chắc không dễ. Không dễ có kêu đâu dễ. Về trước này đi ăn đúng không? Đúng rồi, sáng ăn gì? Đúng rồi, đúng thật là sáng giờ mình chưa ăn gì nhưng quay vì quay mình không cảm thấy mệt mỏi gì hết. Vì đó là mình là con đường mình chọn rồi. Đó. Đó, đang quay mặt anh. Ai nói mặt anh đâu mà anh nhìn làm gì? Đó. À, như mọi người cũng đã biết thì đó. Con nó vàng rồi mọi người.
Ok thôi, mình ăn đi mọi người ạ. Ok, thì Kê cũng vừa lên phòng và kết hết đồ đạc, vừa cũng vừa tắm xong luôn. Đó, và bây giờ Kê xin phép nghỉ ngơi cho mọi người. Đó, clip hậu trường tới đây cũng đã kết thúc rồi. Kê cũng cảm ơn mọi người đã xem hết clip của Kê và đừng quên là like và subscribe kênh của Kê nha mọi người. Và 12 giờ hàng ngày trên kênh Happy Kê 74 sẽ ra clip. Ok, bye mọi người nhá.